Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ sáu ngày 26 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là anh Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút tới đây của bản tin. Sáng nay, ngày 26 tháng 5 năm 2023, tức ngày 8 tháng 4 năm Quý Mão, tại chùa Chuông, một trong 16 di tích nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên khu vực 1 đã trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên khu vực 1. Những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, tỉnh Hưng Yên nói riêng đã động viên tăng ni Phật tử hăng hái lao động sản xuất, thực hiện tốt pháp luật của nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ công dân, nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, tham gia tích cực cho các phong trào khuyến học, nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, xây dựng tỉnh Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại. Trong hai ngày 27, 28 tháng 5, tức thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này, tại khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang sẽ diễn ra phiên chợ vải tỉnh Hưng Yên năm 2023. Tham gia phiên chợ vải năm 2023 có 51 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn trong tỉnh trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên, trong đó có 29 gian hàng vải, gồm 26 gian hàng vải lai chín sớm và 3 gian hàng vải trứng. Theo nhận định từ các nhà vườn, năm nay chất lượng vải ngon ngọt, không bị sâu đầu do thời tiết tốt. Giá bán tại phiên chợ Eco Park, vải lai chín sớm dao động từ 25 đến 35.000 đồng kg, vải trứng từ 120 đến 180.000 đồng một kg. Với kinh nghiệm lâu năm, anh Trần Tuấn Đạt ở xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư gần 10 tỷ đồng để nuôi giống cá koi nhập khẩu từ Nhật Bản. Cụ thể, anh Đạt đã đầu tư xây dựng hệ thống bể nuôi gần 700 mét vuông và nhập cá koi từ Nhật Bản về. Hiện nay, trại đang nuôi khoảng 4.000 con cá koi với nhiều chủng loại, đủ màu sắc bắt mắt. Anh cho biết, cá koi nuôi không quá khó nhưng cần đặc biệt lưu ý một số yếu tố như tránh thay đổi môi trường sống đột ngột sẽ làm cá chết do sốc nhiệt. Nước trước khi bơm vào hồ phải khử clo, duy trì độ pH ổn định. Do là loài cá nhập khẩu, vì vậy giá của cá koi luôn ở mức cao từ 2 triệu đến trên 80 triệu đồng một con. Hiện nay, trại cá của anh Đạt đã tiêu thụ cho khách hàng ở các đô thị như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương và Hưng Yên. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đội 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên vừa qua đã lập chốt tại ga Lạc Đạo để thực hiện kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện đường sắt với tàu sắt mang ký hiệu D19E942. Qua kiểm tra nồng độ cồn của lái tàu và nhân viên, lực lượng chức năng không phát hiện việc người điều khiển phương tiện đường sắt trong hơi thở có nồng độ cồn. Qua đó, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền để các chủ tàu, người điều khiển phương tiện và hành khách thực hiện tốt việc tham gia giao thông trên suốt hành trình tuyến. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Trong đó, tác hại của thuốc lá sẽ tiếp tục được nghiên cứu, nhất là với các sản phẩm mới. Việt Nam cũng sẽ xây dựng lộ trình để tăng thuế đối với sản phẩm này và quy định mức giá bán tối thiểu. Trước đó, Bộ Y tế từng nhiều lần đề nghị cấm toàn bộ sản phẩm thuốc lá mới bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Các chuyên gia cho rằng hiện Việt Nam chưa có thị trường thuốc lá điện tử, chủ yếu là buôn bán trôi nổi qua hàng xách tay và qua mạng. Do đó, nếu ban hành quy định cấm trước khi các sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trên thị trường sẽ khả thi. Tổ chức Thế giới cho biết hiện có khoảng 20.000 loại hương liệu được sử dụng trong các sản phẩm thuốc lá điện tử, trong đó rất nhiều loại độc hại và chưa được đánh giá toàn diện về mức độ gây hại đối với sức khỏe. Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi văn bản xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo thông tư số 16, trong đó có quy định tự động gia hạn đăng kiểm với xe ô tô cá nhân dưới 9 chỗ ngồi. Hiện tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm vẫn tiếp tục gia tăng do năng lực hiện tại không đáp ứng được. Để giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng, ùn tắc thì theo tính toán cần phải ít nhất 6 tháng để kiểm định hết số lượng phương tiện nêu trên, đặc biệt là khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Để xử lý gấp tình trạng này, Cục Đăng kiểm Việt Nam trình Bộ Giao thông Vận tải xin ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức cá nhân về dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung nội dung cơ quan đăng kiểm tự động cấp giấy xác nhận gia hạn hiệu lực của giấy chứng nhận tem kiểm định đối với xe ô tô cá nhân. Theo dự thảo, kể từ thời điểm thông tư trên được ban hành, xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi và không kinh doanh vận tải đã được cấp chứng nhận đăng kiểm,
khi hết hạn ghi trên giấy, tem đăng kiểm được cấp giấy xác nhận gia hạn giấy chứng nhận tem kiểm định. Bộ Công Thương vừa yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thỏa thuận giá tạm thời với các chủ đầu tư điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp trước ngày 27 tháng 5 năm 2023 để trình Bộ phê duyệt. Theo đó, đối với các nhà máy điện chuyển tiếp đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm thời, Bộ Công Thương đề nghị khẩn trương ký kết hợp đồng mua bán điện và ra soát thủ tục để sớm cho vận hành lên lưới điện. Với các nhà máy điện còn lại, EVN khẩn trương thỏa thuận giá tạm thời với các chủ đầu tư trước ngày 27 tháng 5 năm 2023 để trình Bộ Công Thương phê duyệt và tiến hành đồng thời với việc hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng mua bán điện. Theo kế hoạch, sắp tới thành phố Hà Nội sẽ kích hoạt các điểm trú nóng tại 8 quận: Cầu Giấy, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Long Biên và Thanh Xuân. Các điểm tránh trú nóng được bố trí ở những địa bàn có nhiều lao động làm những công việc tự do, thường xuyên phải đi lại dưới nắng hè gay gắt, đồng thời bảo đảm yếu tố tiện lợi cho người dân dừng chân để nghỉ ngơi. Đây là khâu quan trọng trong quá trình triển khai dự án hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo cho nắng nóng. Do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại tại thành phố Hà Nội năm 2023. Ngoài ra, các cấp hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông về tác hại, cách phòng tránh nắng nóng, giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giảm nguy cơ gặp rủi ro về sức khỏe do nắng nóng gây ra. Vừa qua, trên tuyến đê tả sông Hồng, đoạn qua huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ việc cháy hàng tre chắn sóng với chiều dài khoảng 70 mét do việc đốt rác thải của người dân trên mái đê. Hàng tre chắn sóng bị cháy nằm tại km 82 800 thuộc địa phận của thị trấn Văn Giang và xã Liên Nghĩa, với số khóm tre bị cháy rụi là 16 khóm trên tổng chiều dài 70 m trên đê. Ngay sau khi sự việc xảy ra, hạt quản lý đê của huyện đã phối hợp với công an huyện, các địa phương huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn, xe cứu hỏa đến kịp thời dập lửa và ngăn chặn đám cháy. Nguyên nhân được xác định là do người dân đốt rác thải đổ trên mái đê gây cháy cỏ và lan xuống gốc tre, lá tre khô gây cháy. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Nhà chức trách Nam Phi thông báo đã bắt giữ một nghi phạm hàng đầu sau hơn 20 năm lẩn trốn liên quan tới tội ác diệt chủng tại Rwanda. Theo đó, giới chức Nam Phi đã bắt giữ Fulgen Kayisema, kẻ bị truy nã gắt gao nhất trong cuộc diệt chủng Nyanga tại Rwanda năm 1994. Tên này bị cáo buộc đã dàn dựng vụ sát hại hơn 2.000 người tị nạn Tutsi, trong đó có phụ nữ, đàn ông, và trẻ em và người già. Vụ diệt chủng ở Nyanga, Rwanda là một trong những sự kiện tàn bạo nhất. Khoảng 800.000 người Tutsi và người Hutu ôn hòa đã bị giết trong khoảng thời gian 90 ngày. Mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tel Aviv của Israel cho biết một dịch bệnh đang hoành hành ở Biển Đỏ giết chết một loài nhím biển và điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái san hô trong khu vực. Đại học Tel Aviv của Israel đã công bố nghiên cứu mới nhất cho biết toàn bộ quần thể nhím biển đen, một loài sinh vật giúp giữ các dạng san hô khỏe mạnh, đã bị xóa sổ trong vài tháng qua. Thủ phạm có thể là một loại ký sinh trùng trước đó đã tàn phá quần thể nhím biển ở vùng biển Caribe. Nhím biển duy trì sự cân bằng bằng cách ăn tảo, cản ánh nắng mặt trời, làm ngạt thở các dạng san hô. Các nhà nghiên cứu lo ngại chưa có phương pháp nào ngăn chặn tình trạng nhím biển chết hàng loạt. Họ đang tiến hành lấy mẫu phân tích để tìm ra các giải pháp tối ưu bảo vệ loài này cũng như sự đa dạng sinh học tại nơi đây. Các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc thông báo đang chuẩn bị nối lại đàm phán về một hiệp ước toàn cầu để chấm dứt tình trạng ô nhiễm nhựa. Vòng đàm phán mới diễn ra từ ngày 29 tháng 5 tới ngày 2 tháng 6 tại Paris, Pháp để đưa ra kế hoạch hành động sơ bộ có thể tạo cơ sở cho một dự thảo văn bản đàm phán. Các cuộc đàm phán ở Paris diễn ra sau vòng đàm phán kỹ thuật tại Uruguay vào tháng 11 năm 2022, đánh dấu giai đoạn thứ hai trong giai đoạn đàm phán được kỳ vọng sẽ dẫn đến một thỏa thuận lịch sử liên quan đến việc sản xuất, sử dụng sản phẩm nhựa và xử lý rác thải nhựa. Các nước đang xem xét một loạt các biện pháp như ban hành một lệnh cấm quy mô toàn cầu với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Mới đây, các nhà khoa học Hàn Quốc đã công bố một giải pháp xét nghiệm ung thư mới cho kết quả nhanh chóng nhờ công nghệ thông minh. Đặc biệt, công nghệ mới chỉ cần xét nghiệm 10 giọt máu của người bệnh. Theo các nhà khoa học Hàn Quốc, với căn bệnh ung thư, việc phát hiện sớm bệnh là yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định tỷ lệ sống sót sau ung thư của bệnh nhân. Hiện hầu hết các loại ung thư chỉ có thể chẩn đoán khi cơ quan nghi ngờ được quét và sinh thiết kỹ lưỡng. Nhưng giờ đây, một nhóm nghiên cứu địa phương đã phát triển một công nghệ, trong đó 6 loại ung thư khác nhau có thể được phát hiện chỉ với 10 giọt máu trong khoảng thời gian 1 giờ, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI.
Nhóm nghiên cứu có kế hoạch tiến hành các thử nghiệm lâm sàng với khám phá mới nhất của họ về từng loại ung thư khác nhau, bắt đầu từ ung thư phổi vào năm nay và bắt đầu nộp đơn xin phê duyệt vào năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.